Dọn kho của bà nội, phát hiện kho báu cực dị. Mới đây, một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ câu chuyện tìm thấy kho báu kỳ lạ của bà nội trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Theo thông tin đăng tải, gia đình anh vốn làm nghề nông nhiều thế hệ, duy trì đến hết đời ông bà anh mới dứt. Sau công nghiệp phát triển, dịch vụ cũng nhiều hơn, con cháu phấn đấu học hành, thành gia lập nghiệp đều ở trên thành phố và ít khi về quê. Cách đây không lâu, bà nội anh đã qua đời. Trong lúc dọn dẹp lại nhà kho của bà, gia đình anh phát hiện bên trong nhà kho chất đầy chum vải, tất cả đều nặng và được bịt kín. Số lượng lên đến vài trăm, thậm chí là cả ngàn chum như thế. Tò mò không biết bên trong có gì, anh đã quyết định mở một chum ra xem. Hóa ra, bên trong tất cả đều là củ cải muối bà nội ướp sẵn cho mọi người trong gia đình ăn. Những hũ củ cải muối này đều đã có niên đại từ 20 tới 25 năm, cực kỳ quý giá. Mở chum ra, mùi củ cải muối đặc trưng xông vào mũi, thực sự vô cùng cuốn hút. Kỹ thuật ướp củ cải, muối củ cải của bà ngoại thực sự rất tốt, khiến đời sau bội phục. Được biết, củ cải muối là đặc sản của Trung Quốc, nổi tiếng với vị ngọt, dai, giòn và giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, thời gian muối càng dài thì giá trị càng lớn. Củ cải muối đạt 20 năm, một cân có giá khoảng 20.000 tệ, tức là khoảng 70 triệu đồng. Chính vì vậy, sau khi chàng trai chia sẻ câu chuyện về kho báu của bà nội, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đa số mọi người đều cho rằng chàng trai và gia đình vô cùng may mắn, chỉ dọn nhà kho cho bà nội mà cũng có thể phát tài. Củ cải muối là đặc sản Trung Quốc, nổi tiếng với vị ngọt, dai, giòn, giàu dinh dưỡng. Đặc biệt, thời gian muối càng dài, giá trị càng lớn. Củ cải muối đạt 20 năm được xem như kho báu. Một cân có giá khoảng 20.000 tệ, tức là khoảng 70 triệu đồng. Bé bằng quả trứng cút tưởng là quả dại, hóa ra vô cùng đáng giá. Loại quả này trông rất giống dưa hấu. Thường thì chỉ bé bằng quả trứng cút, khi chín sẽ dần chuyển sang màu đỏ. Loại quả dại này được gọi là mã não qua, phần lớn được tìm thấy ở quanh các khu đất trồng trọt của nông dân. Vì dây leo của chúng khá dài, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, nên người nông dân khi gặp loại quả này sẽ lập tức cắt bỏ. Những người không biết sẽ nghĩ rằng chúng là một loại dưa hấu hoang. Mã bảo qua có kích thước rất nhỏ, chỉ bé bằng đồng xu hoặc là quả trứng cút. Quả to nhất cũng chỉ to như quả trứng gà. Bên trong quả có rất nhiều hạt và hạt có thể được sử dụng để chiết xuất dầu. Không chỉ vậy mà bảo qua còn có giá trị y học. Chúng được liệt vào danh sách thuốc đông y Trung Quốc có tác dụng giảm cholesterol, ngăn ngừa ngộ độc rượu. Còn có tác dụng làm đẹp giúp giảm nếp nhăn. Trước đây, loại quả dại này không được coi trọng ở các vùng nông thôn, nông dân, thậm chí còn chặt bỏ vứt đi cho gia súc ăn. Nhưng hiện tại, các vùng nông thôn ở phía khu vực Bắc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã trồng rất phổ biến loại quả này. Và hầu hết chúng được mua về để chiết xuất dầu. Giá cả thị trường của mã bảo qua rơi vào khoảng 40 nhân dân tệ nửa cân, tức là khoảng 135.000 đồng, một mức giá đắt đỏ so với các loại trái cây khác, thậm chí còn ngang bằng với giá của những loại cherry thông thường, loại quả được mệnh danh là quả quý tộc tại Trung Quốc. Like